Bài 1. Chủ nghĩa khắc kỷ có thật là khắc kỷ? Trước hết, không biết các bạn cảm thấy thế nào, nhưng hai chữ khắc kỷ là mình cảm thấy vô cùng tiêu cực, thậm chí còn hơn cả hai chữ yếm thế của cynicism nữa. Tách biệt ra, khắc là mình nhớ đến hà khắc, khắc nghiệt, khắc khổ, toàn những từ rất nặng. Kỷ thì thôi rồi, trừ kiểu thế kỷ, thiên niên kỷ chắc chắn chả liên quan gì ở đây, thì nào là tự kỷ, ích kỷ, kỷ cương, kỷ luật. Tóm lại là nhìn cái tên thôi, đã thấy cả bầu trời xám xịt mờ mịt không thấy lối ra rồi. Nhưng thực chất có phải là như vậy không? Về nguồn gốc, cái tên Stoicism được lấy theo tiếng Hy Lạp Stoa Porkyli, tức là cái mái hiên nơi mà người sáng lập ra trường phái Zeno dạy học trò của mình. Theo Internet Encyclopedia of Philosophy, Stoicism hay những Stoic hướng tới Eudaimonia, dịch đại thể là hạnh phúc và lâu dài. Và để có được cái đích ấy, các Stoic phải sống thuận với tự nhiên, living in agreement with the nature. Ba người nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất đến sự thành công của Stoicism: Marcus Aurelius, Lucius Seneca và Epictetus sẽ khiến bạn phải tự hỏi liệu Stoicism có thực sự khắc kỷ hay không. Trong khi Marcus Aurelius là một hoàng đế La Mã, Lucilius Seneca cũng là một cố vấn của hoàng đế Nero và là một trong những người giàu nhất thời ông. Epictetus có lẽ là người có xuất thân hèn mọn khi ông chỉ là một tên nô lệ. Tuy nhiên, với sự thông minh tuyệt đỉnh của mình, ông đã trở thành người đứng đầu trường Stoicism. Và những ghi nhận lịch sử cho thấy Stoicism có thể nói là thịnh vượng trong thời kỳ của ông. Vậy, theo bạn, hai chữ khắc kỷ ấy có thực sự hợp lý để miêu tả ba con người này hay không? Tiếp đến, đâu là điểm cốt lõi của Stoicism? Trong những bài viết tiếp theo, mình sẽ đi và giới thiệu về từng cá nhân và tác phẩm của họ, nhưng trong bài viết khái quát này, mình chỉ xin nêu lên những nội dung cốt lõi của Stoicism và tại sao mình cho rằng nó thực sự có giá trị trong thời đại ngày nay. Thứ nhất, Stoicism khái quát 4 phẩm cách mà con người nên tuân theo trong mọi hoàn cảnh: trí tuệ, wisdom; chính trực, integrity; chuẩn tắc, justice; và can đảm, courage. Đây sẽ là 4 phẩm cách mà bạn phải đối chiếu khi đi tìm lý do cho mỗi hành động của mình. Và nếu bạn có thể tuân thủ 4 phẩm cách này mọi lúc mọi nơi, Stoicism tin rằng bạn sẽ có được cái đích hạnh phúc viên mãn là một Stoic hướng tới. Thứ hai, về cách thức, Stoicism khái quát thế giới thành hai nhóm: những thứ chúng ta có thể kiểm soát và những thứ chúng ta không thể kiểm soát. Tư tưởng này được William Irving đính chính và phát triển thành 3 nhóm nhỏ hơn: những thứ chúng ta có thể kiểm soát, những thứ chúng ta hoàn toàn không thể kiểm soát được, và những thứ chúng ta chỉ có thể kiểm soát được một phần. Cụ thể hơn, nhóm 1 gồm suy nghĩ, hành động của bạn. Nhóm 2 gồm những thứ bên ngoài đời như là thời tiết, đồ đạc hoặc hành động của người khác. Trong khi nhóm 3 thường chỉ những hoạt động có tham gia của đối tượng khác, như một trận tennis chẳng hạn. Về cơ bản, ta không nên bận tâm chút nào đến nhóm thứ 2, tập trung vào toàn bộ nhóm 1 và đặt mục tiêu rõ ràng cho nhóm 3. Trong đó nhóm 3 có vẻ phức tạp nhất, liên quan đến sự giao tiếp hoặc trao đổi với người khác hoặc vật khác. Vậy hãy cùng xem xét cụ thể hơn một chút nhé. Bạn thử nghĩ xem, nếu trong trận tennis, mục tiêu của bạn là thắng cuộc và bạn không đạt được nó, có phải sự bình thản trong suy nghĩ của bạn có thể bị gián đoạn? Nhưng nếu mục tiêu của bạn là cố gắng hết mình, hẳn nhiên dù thua, bạn cũng sẽ tiếp cận kết quả ấy một cách bình thản hơn, đúng không? Tuy nhiên, chú ý là điều đó hoàn toàn không có nghĩa là cứ thua liên tội đâu nhé. Chỉ là trong sự tương tác với xã hội, bạn phải tìm mọi cách bảo vệ được sự bình yên trong tâm tưởng mình. Thứ ba, Stoicism cung cấp một hệ thống những lời khuyên mang tính triết lý mà theo mình cực kỳ cần thiết trong cuộc sống. Cũng như bác sĩ thường luôn mang dụng cụ bên mình
để sẵn sàng cho những trường hợp khẩn cấp. Bạn nên xây dựng một hệ thống các nguyên tắc làm kim chỉ nam cho mỗi hành động, dù là hành động nhỏ nhất của bạn, để biết chắc là chúng đồng nhất với những gì thiêng liêng và con người mà bạn lựa chọn hướng tới. Đừng suy nghĩ quá nhiều về những thứ bạn thiếu. Thay vào đó, nghĩ đến những thứ bạn có, đặc biệt là những thứ tốt nhất, và thử liên tưởng nếu bạn không có chúng, bạn sẽ phải khao khát thế nào mới có được chúng. Tôi thường ngạc nhiên tại sao mọi người đều yêu quý bản thân mình nhất, nhưng lại đặt nhiều giá trị vào những lời bình phẩm của người khác về mình hơn những suy nghĩ của chính bản thân mình. So sánh một người mong muốn tiến bộ A với một động viên nỗ lực để cải thiện kỹ năng B. Để tiến bộ, B sẽ không chọn những đối thủ yếu và dễ dàng bị đánh bại. Thay vào đó, anh sẽ chọn một đối thủ mà anh cho là mạnh nhất hoặc ngang tài ngang sức nhất với mình. A cũng sẽ làm như vậy. Nếu như anh muốn nâng cao phẩm cách và bản lĩnh của mình, anh phải chào đón và dũng cảm đối đầu với tất cả khó khăn, dù là nặng nề nhất. Thứ bạn phải chịu đựng hay đối đầu không quan trọng, quan trọng là cách bạn đối đầu với nó. Cuối cùng, sẽ rất khó để tiếp cận một trường phái nếu như bạn không nhìn thấy hiệu quả của nó, đúng không? Vậy mình xin phép được điểm qua một số nhân vật nổi bật để mọi người cùng tham khảo nhé. 1. Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt và Bill Clinton. 2. Nhà văn Robert Greene với những cuốn sách nổi tiếng như 48 Laws of Power, Mastery, v.v. Trong cuộc phỏng vấn với Daily Stoic, ông đã thẳng thắn chia sẻ: Stoicism is just a beautiful philosophy. 3. Doanh nhân, nhà văn, diễn giả Tim Ferriss của The 4-Hour Workweek. 4. Steve Jobs. Ông này là một trong những Stoic trầm lặng, Stealth Stoics, cụm từ được đề cập trong sách của William Ivern. Hy vọng những điểm khái quát trên có thể giúp bạn hiểu được phần nào về Stoicism và mục tiêu của trường phái này. Tất cả những gì Stoic hướng đến, tự lại chỉ là sự bình thản trong tâm tưởng mà thôi. Tuy nhiên, nếu coi đó là một trong những điều khó khăn nhất thế giới, chắc mọi người cũng không quá bất bình đâu, đúng không? Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!